Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016. Chương trình phát hình của SPTN Washington DC được mở đầu với bản tin quan trọng trong ngày. Tiếp theo là cuộc phỏng vấn giữa Bích Phượng và Linh Mục Pharaoh Trần Công Vang, trong phần 2 của chương trình là tin tức về Biển Đông do Quý Châu thực hiện. Và cuối cùng, xin mời quý vị theo chân Linh Mục Hải Đăng tham dự lễ phong thánh mẹ Teresa. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Kính thưa quý vị, Tổng thống Obama đã kết thúc chuyến công du Á châu 9 ngày với bài phát biểu về nhiều đề tài trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại thủ đô Vạn tượng của nước Lào. Trước hết, về hồ sơ biển Đông, ông nói phải tiếp tục duy trì cách giải quyết trong hòa bình và những sự tranh chấp. Phát biểu tại cuộc họp với các lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Lào, ông nói: "Phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về luật biển trong tháng 7 tuyên rằng Trung Quốc không thể tuyên bố một cách hợp pháp chủ quyền của 90% Biển Đông. Phán quyết này có tính cách ràng buộc và để giúp làm sáng tỏ các quyền hàng hải trong khu vực. Cũng cần được nhắc lại là sau khi tòa đưa ra phán quyết, Trung Cộng đã phản đối và tuyên bố không công nhận phán quyết. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, một hải lộ quan trọng để vận chuyển hàng hóa thương mại. Mỗi năm ước tính là khoảng 5.000 tỷ Năm quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền, trong đó có Phi Lực Tân, tuyên bố chủ quyền biển của họ bị xâm lấn. Hãng thông tấn AP cho biết tại cuộc họp báo, Tổng thống Obama cũng cho biết ông không chấp nhận nhà tù quân sự của Hoa Kỳ tại Vịnh Guantanamo sẽ vẫn tồn tại khi ông mãn nhiệm. Tổng thống Obama đã từng tuyên bố sẽ đóng cửa nhà tù Guantanamo bằng sắc lệnh của Tổng thống hơn 7 năm trước đây, nhưng đã bị chặn bởi Quốc hội. Ông cũng cho biết ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump là không hội đủ điều kiện để trở thành tổng thống. Và qua những phát biểu của ông Trump đã chứng minh điều này. Ông Obama nói tiếp, điều hành một chính phủ là một công việc nghiêm chỉnh và cho rằng những ý tưởng của ông Trump thường rất mâu thuẫn và hoàn toàn lập dị. Wacky kỳ ông cho biết thêm ông tin rằng cử tri sẽ không bầu cho ông Trump. Về Hiệp định Thương mại TPP, Tổng thống Obama nói rằng ông đã cam kết thúc đẩy về mối quan hệ đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP. Đồng thời, ông Obama cũng bày tỏ mối quan tâm sâu sắc liên quan tới vụ hỏa tiễn mới đây của Bắc Hàn. Ông nói, khi tôi nghĩ lại thời thời ấu của tôi ở đây, tôi không thể tưởng tượng nổi sự tiến bộ vượt bực của khu vực này trong nhiều thập niên qua, ngay cả khi chúng ta vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm tổng thống obama đã tạo lịch sử vì ông là vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên của hoa kỳ tới nước lào và đây cũng là chuyến công du á châu cuối cùng với tư cách là tổng thống hoa kỳ